Nhà hàng Phương Nguyên chuyên cá sông tại thành phố Nam Định rất tuyệt vời. Đây là nhà hàng nằm ngay trên mặt quốc lộ đường đi về phía Hải Hậu, Trực Ninh, cầu Lạc Quần. Nhà hàng có không gian thiết kế rất rộng rãi, thoáng mát, nhiều cây xanh và có những hồ nuôi cá rất lớn, có những bể cá để trưng bày rất lớn, rất đẹp. Nhà hàng có nhiều phòng riêng để tiếp khách. Và đặc biệt, cá ở đây được chế biến từ rất nhiều loại cá sông rất phong phú như cá ngạnh, cá năng, cá nheo, ba ba, cá chép, cá chấm, vân vân. Và các món ăn được đầu bếp chế biến rất chuyên nghiệp, ngon, phong phú